Hữu Tín biểu hiện quá khích, cười nói lạ lùng nơi công cộng, nghi do sử dụng chất cấm. Sáng 14 tháng 6, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Trần Hữu Tín, tức diễn viên hài Hữu Tín 35 tuổi về hai hành vi gồm tàn trữ trái phép chất cấm và tổ chức sử dụng trái phép chất cấm. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip nam diễn viên đang vui vẻ ngồi trên xe cùng bạn bè. Tuy nhiên, biểu hiện của anh được nhiều người nhận xét rất không bình thường. Suốt quá trình ngồi trên xe, Hữu Tín thể hiện sự quá khích với mọi thứ. Gương mặt của anh cũng không được tỉnh táo. Thậm chí, lúc người bạn đùa quá trớn, anh không hề có thái độ phản kháng mà tỏ ra rất thích thú. Những hành khách đi chung trên chuyến xe cũng thể hiện thái độ kỳ lạ khi quan sát Hữu Tín. Nhiều người cho rằng thời điểm này có thể anh vừa sử dụng chất cấm xong nên không kiểm soát được hành vi. Khi bị tạm giữ, Hữu Tín đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Nam diễn viên khai nhận do áp lực công việc, cuộc sống nên nam diễn viên thường tìm đến chất cấm. Hữu Tín và bạn bè thường xuyên chơi bời ở quán bar tại trung tâm quận Nhất. Khi được hỏi về nguồn gốc những viên nén chất cấm, Hữu Tín khai cùng nhóm bạn mua tại quán bar thông qua một số người chưa rõ lai lịch. Được biết, tội tàng trữ trái phép chất cấm có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, còn về tội tổ chức sử dụng trái phép chất cấm có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Sự việc Hữu Tín sử dụng chất cấm gây nhiều xôn xao về giới nghệ sĩ. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!